chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, mình là Tà, chủ trang trại Nhung Nhô Sa Tín Tài đấy. Thì hôm nay mọi người đang nhìn cái khung hình này cũng biết là trang trại đang làm gì đúng không ạ? Thì cũng như mọi lần trước, trang trại Tín Tài là đang làm những cái sản phẩm ngâm sẵn nhung hiêu với mật ong. Thì cụ thể là đang làm ngâm cái bình 1 lít như này. Ngâm bình 1 lít. Thì cái bình 1 lít như này thì nó bao gồm là 100g nhung hiêu này, 100g nhân sâm và 0,8 lít mật ong rừng. Thì trang trại làm ngâm cái này là trang trại dùng cái mật ong là rừng chuẩn tự nhiên luôn. Và tất cả các sản phẩm nguyên liệu dùng để tạo nên cái sản phẩm này thì đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Và những cái mà sản phẩm như nhung hiêu trang trại làm sắt lát ra cũng rất là cẩn thận. Thì tiện đây đang làm những cái bình ngâm như này thì Tài có dừng lại một chút và chia sẻ một chút về sản phẩm. Thì từ hồi mà trang trại cung cấp cái sản phẩm này ra thì cũng rất nhiều các anh chị phụ huynh cũng điện đến và hỏi. Tại vì trước đây thì trang trại không có làm ngâm sẵn đâu, chỉ bán tươi nguyên cọc để về mọi người tự tay mọi người ngâm. Nhưng mà gần đây thì trang trại làm ngâm sẵn như này lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Đấy, và cái sản lượng như trang trại ngâm mới gần đây, tức là ngâm hơn 45 bình, 46 bình thôi, 46 bình. Thì chỉ trong vòng quá gần một tháng mà mọi người đã dùng, tức là đặt hàng hết. Thì hôm nay là trang trại Tín Tài tiếp tục làm thêm tổng cộng là hơn 60 bình nữa. Thì đang mùa dịch này thì cái sản phẩm này cũng rất là dễ trong khâu vận chuyển, an toàn và cũng phù hợp với mọi người sử dụng rất là nhiều. Thì khi mà cung cấp cái sản phẩm này ra ấy, thì trang trại Tín Tài cũng nhận được rất nhiều câu hỏi qua điện thoại gọi đến và hỏi trang trại là trẻ nhỏ có nên dùng hay không. Thì mọi người ạ, nếu như mà trẻ nhỏ thì các cháu ấy khỏe bình thường rồi không thì chúng ta có thể là bổ sung bằng cách khác. Nhưng mà những bé mà gầy này, cơ thể trạng có vẻ là yếu, sức đề kháng kém hay ốm vặt thì cái sản phẩm nhung hiêu ngâm mật ong này là một cái sản phẩm lý tưởng cho sức khỏe, cho các bé phát triển. Thì như ở Việt Nam mình thì vẫn đang bị những cái suy nghĩ sai là phải già mới được dùng nhung sâm, phải có tuổi thì mới nên dùng đồ bổ. Thì những cái suy nghĩ này hoàn toàn sai nhé. Tại vì sao cái sức khỏe và tuổi thọ của người Việt Nam mình vẫn kém hơn so với các nước ở trên thế giới, ví dụ như so với Nhật Bản hay so với Hàn Quốc chẳng hạn, thì cái tỷ lệ tuổi thọ và sức khỏe của nước ta là vẫn kém hơn, chính là do những cái tư duy sai như vậy. Và cũng không thể nói đến là kinh tế của nước mình là cũng đang kém, nhưng mà khi mà kinh tế Việt Nam mình đang phát triển rồi thì cái tư duy thì nó cũng phải khác đi. Tức là bỏ ngay cái tư duy là cứ già mới được sử dụng những cái sản phẩm nhung sâm như này đấy, mà trẻ chúng ta càng nên phải sử dụng để tăng cường cái sức đề kháng và cái tuổi thọ về sau. Và trẻ nhỏ tất nhiên là khi mà cái sản phẩm mà cái nhung hiêu này nó rất là bổ luôn, thì cái trẻ nhỏ thì chúng ta phải yêu cầu là từ 2 tuổi trở lên thì mới nên dùng. Tại vì cái tầm từ 2 tuổi ấy, thì cái sức hấp thụ của các cháu mới hấp thụ được tốt nhất. Còn dưới 2 tuổi thì cái sự hấp thụ của các cháu thì nó chưa được tốt nên mọi người chưa nên cho dùng. Thì nếu mà dùng được ấy, thì đối với trẻ nhỏ thì sẽ giúp là cho các cháu này ăn ngon, ngủ tốt, tăng sức đề kháng và phát triển cái trí tuệ rất là tốt mọi người nhé. Thì nếu như mà anh chị cô chú bác nào mà đang có nhu cầu mà muốn tăng cường sức đề kháng hoặc là sức khỏe cho con mình thì có thể liên hệ với trang trại Tín Tài để đặt mua một bình như thế này. Thì trang trại là vận chuyển toàn quốc và mỗi một cái bình như thế này thì hiện tại trang trại Tín Tài đang cung cấp với giá là 2.500.000 một bình. Thì mọi người có thể để lại số điện thoại ở bên dưới video này thì trang trại là sẽ tư vấn kỹ hơn. Ngoài ra thì cả hai cái số điện thoại mà trang trại đang để ở trong video ấy đều có sử dụng Zalo, mọi người có thể add Zalo lại thì trang trại được tư vấn chi tiết hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Thì để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, và đừng quên ấn like và chia sẻ video để nhiều người biết đến các sản phẩm này hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.